Việc xuất hiện tại Vincom chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất từ thương hiệu Lavish SVB. Việc nâng tầm thương hiệu đối với chúng tôi cũng quan trọng như việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Vì khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Lavish SVB, chính vì thế khách hàng xứng đáng nhận lại được những sản phẩm tốt nhất cùng dịch vụ thượng hạng từ thương hiệu đẳng cấp. Hạnh ngày hôm nay rất là vui khi mà lại có mặt trong một cái sự kiện rất là quan trọng của Lavish như thế này, và chúc cho Huyền cũng như chúc cho Lavish sẽ ngày càng thành công hơn nữa và trở thành một thương hiệu được tất cả mọi người yêu mến. Hạnh thì nói gần hết rồi, nhưng mà B cũng hy vọng thương hiệu Lavish sẽ ngày càng đi xa hơn nữa, ngoài khỏi khu vực Việt Nam luôn. Đấy là điều mà B hy vọng Lavish có thể làm được. Chúng mình cũng thả tin cho Huyền nào. Chúc Huyền thành công nha.